Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Mỗi sáng thì mình sẽ dành cái tiền uống cà phê của mình ấy để mà mình vào cái quỹ để mình mua. Đấy, thì mình sẽ mua hai cái quỹ là quỹ trái phiếu và quỹ cổ phiếu top 30. Số tiền mình có thể mua tối thiểu là 10.000 đồng. Vì vậy mà nó rất là dễ dàng cho mình có thể là tích lũy vào mỗi buổi sáng. Thay vì mình đi uống cà phê thì mình luôn nghĩ tới là mình bỏ tiền vào cái quỹ này để hướng tới các cái mục tiêu mà mình đã đặt ra. Mình ví dụ như mình mua quỹ trái phiếu. Đây ạ. Mình có thể mua là buổi sáng mình uống cốc cà phê 50.000 thì mình đặt mua. Đúng không ạ? Đấy, như vậy là mình đã đặt lệnh thành công. Và mai quỹ sẽ về vào tài khoản của mình, anh chị nhìn thấy không? Tiếp theo là mình dành tiền uống cà phê buổi trưa bằng cái việc là mình mua cái quỹ cổ phiếu top 30. 30 cổ phiếu hàng đầu ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và mình cũng mua 50.000. Mình đặt mua. Đó. Hai lệnh mình đã đặt mua xong chỉ trong 1 phút thôi. Rất là dễ dàng. Thay vì ngồi uống cà phê mất gần tiếng đồng hồ, mình cũng không hiểu là có thêm được những cái giá trị gì. Vì mình ngồi quá nhiều rồi, gần 10 năm trời mình ngồi mình thấy là không có nhiều giá trị. Thay vì mình mất 1 phút ở đây, mình có thể làm cái việc mà để mà giúp cho mình trong tương lai. Mình không phải đến cơ quan làm việc với những cái hôm trời mưa như trút nước như thế này. Mình có thể chủ động sáng tạo cho công việc, mình tự chủ động để lựa chọn trong công việc cho mình, và mình có thể là không phải bị bấp bênh, không bị sốc khi mà mình về hưu, cái thu nhập của mình nó bị giảm sút. Những cái quỹ này nó sẽ giúp cho thu nhập của mình sẽ được giữ vững đảm bảo như khi mình đang đi làm. Đó, đấy chính là một vài những cái lý do mà tại sao mình từ bỏ cái thói quen uống cà phê mỗi ngày để mà đầu tư cho những cái giá trị sống mà mình mong muốn. Cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi cái chia sẻ buổi sáng sớm này của Hòa. Chúc anh chị và các bạn luôn gặp nhiều bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye anh chị các bạn nha.